ở tại xã Khánh Hòa. Ở trên sân đó là đội hình của hai đội đào hữu cảnh trong trang phục áo cánh truyền thông và Vĩnh Trung trong trang phục quay cuối sân hôm nay về đứng hết. Rõm rồi. Nắng quá trời rồi. Anh không chạy lắm ta. Đợi chậm. Đợi chậm. Đánh bóng không qua lưới điểm cho đầu. Bảy chứ anh không lại bảy không cho bảy chút là camera lãnh 90% tiền. Phát bóng. Phát bóng luôn. Bóng tốt để cho Vĩnh Thành Trung. Phát bóng ngoài. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho đạo cảnh 5 6. Bóng chạm nó trắng ngoài đẹp. Ngoài để đánh bóng chậm trắng ra ngoài để cho đâu
Đỡ bóng thua lưới điểm. Đặt bóng ngoài để... phát bóng ngoài. Chắn bóng tốt, điểm đi. Chắn bóng tốt để Vĩnh Trung. Tốt đẹp.
đẹp. Đập bóng tốt, đẹp. Khỏi chạy rồi đó, chạy đi. Đập bóng tốt, đẹp. Đập bóng tốt, đẹp. Điểm thì dành thành công 15, 12. Các đấu sẽ đấu thứ ba cuối cùng.